Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 14 tháng 7 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, quá trình hội tụ trên cao suy yếu dần nên mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm dần về diện và lượng, chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi vào đêm và sáng. Còn với khu vực Đồng Bằng và Trung Du thì mưa sẽ giảm đi đáng kể, chỉ còn xuất hiện cục bộ. Ngày mai trời chuyển nắng nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần trở lại. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến ở mức từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh phía Tây và từ 32 cho đến 34 độ tại khu vực phía Đông Bắc Bộ. Với Trung Bộ, nắng nóng tại khu vực này chỉ tạm thời dịu bớt trong 2 ngày qua. Sang đến ngày mai, số điểm nắng nóng tại khu vực này sẽ gia tăng trở lại. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng 35 cho đến 37 độ. Một vài điểm thuộc vùng núi có thể chạm ngưỡng 38 độ. Còn đối với các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, số giờ nắng trong ngày thấp hơn, vì vậy nhiệt độ cao nhất ngày chỉ sắp xỉ ngưỡng 34 độ. Vào chiều tối, mưa rào có thể xuất hiện cục bộ, sẽ phần nào xua tan không khí oi nóng vào ban ngày. Thưa bà con, vào ngày 13 tháng 7, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Quảng Bình cho biết, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nạn ốc bươu vàng xuất hiện và phá hại lúa hè thu có chiều hướng gia tăng, lan rộng và phát triển nhanh, lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt ở huyện Quảng Ninh, bốc ốc bươu vàng đã lan rộng trên diện tích hơn 500 ha. Để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của ốc bươu vàng, Chi cục Bảo vệ Thực vật Quảng Bình khuyến cáo người dân thường xuyên bắt ốc trưởng thành, thu trứng để tiêu hủy hoặc làm bẫy bả. Bà con có thể dùng dây, lá khoai lang, lá khoai môn bó thành nhiều bó, thả xuống mặt nước dọc theo bờ ruộng để dẫn dụ ốc đến ăn và thu gom. Bên cạnh đó, thì bà con có thể cắm các cọc tre gỗ ở những chỗ ngập nước, mương, canh tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom. Tiếp tục với thông tin thời tiết thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày mai, khu vực này vẫn chịu tác động của đới gió Tây Nam nên tiếp tục có mưa rào rải rác vào thời điểm chiều tối. Riêng các tỉnh ven biển như là tại Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang trong cơn mưa dông cần đề phòng với gió giật mạnh. Ban ngày thì trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ và từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên. Thưa bà con, trong điều kiện thời tiết có mưa, nấm gây bệnh thán thư trên cây thanh long có điều kiện phát triển và lây lan nhanh. Bệnh gây hại chủ yếu trên đọt, hoa và trái, đôi khi là trên cành cũng bị nấm tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng. Để phòng trừ bệnh thán thư trên cây thanh long thì bà con cần thực hiện một số biện pháp như sau. Đó là dọn dẹp cỏ và các dây leo hoang dại chung quanh vườn thanh long, cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh. Tỉa các cành lòa xòa cho cây thông thoáng. Đối với thanh long trồng trụ sống thì bà con cần chặt tỉa cành lá trên trụ để hạn chế sự phát triển của nấm. Cắt bỏ phần nhụy đã héo rũ ở đỉnh trái, bà con cũng không nên tưới nước lên tán cây khi cây đang bị bệnh. Bón nhiều phân hữu cơ đã ủ hoài mục, cung cấp thêm vôi trước và sau mùa mưa để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Và tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung tại các tỉnh vùng núi, sau đó mưa giảm, trưa chiều có lúc trời hứng nắng, gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ và độ ẩm trung bình từ 83 đến 87%. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại đây mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 29 độ, còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 37 độ và độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 37 độ và độ ẩm trung bình từ 77 cho đến 82%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại khu vực này mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, cần đề phòng có dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ và cao nhất từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trung bình dao động từ 83 cho đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.